VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Okay. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VDA. Ngày hôm nay, video này sẽ giúp các bạn có cái nhìn đầy đủ hơn về chiếc âm ly tầm trung, có giá vô cùng phải chăng nhưng mà chất lượng thì cao cấp. Và anh em nào muốn nâng cấp dàn karaoke của mình thì đây là một sự lựa chọn vô cùng sáng suốt. Và đừng quên theo dõi đến cuối video này để có cơ hội nhận quà khủng khi mà mua sắm tại VDA nhé. Amly Bắc Bình BA1125 mã xuất xưởng tại xứ sở Kim Chi, được sản xuất theo chuẩn công nghệ tiên tiến nhất của USA với nhiều đặc tính nổi bật hoàn toàn so với sản phẩm cùng loại khác. Thiết kế dạng khối với các cạnh vuông góc mạnh mẽ, tông màu đen, thanh lịch và sang trọng, dễ dàng phối hợp với các thiết bị nội thất trong nhà. Các nút vận chỉnh âm thanh với 3 màu dễ dàng phân biệt, logo màu vàng kim, sang trọng bắt mắt. Amly Bắc Bình BA1125 mã với trọng lượng khoảng 9kg, kích thước tổng thể lần lượt là chiều dài 420mm, chiều rộng 330mm, chiều cao 135mm. Công suất lên đến 250W trên 1 cân, tín hiệu trên nhiễu 92dB, bên ngoài vào độ nhạy 200mV, độ nhạy đầu vào micro 10mV, đáp ứng tần số 20Hz đến 20kHz, công suất tiêu thụ 480W. Điện áp 220V và tần số 110V trên 60Hz. Đặc biệt, Amly này sử dụng nguồn AutoVolt từ 110 đến 220V nên không cần làm lại nguồn khi mang đi nước ngoài hay sử dụng ở những nơi điện áp thấp 110V. Xét về công nghệ thì chiếc Amly này cải tiến công nghệ digital khi mà có khả năng xử lý tiếng vang hoàn hảo và giúp cho tiếng mic đạt chất lượng cao và hạn chế tối đa hư bo mạch của Amly và đem lại âm thanh chân thật, dễ dàng chống hú rít và tạp âm, thích hợp với nhiều micro và tạo nền nhạc thì chân thật vô cùng. Điểm nổi trội của Amly Bắc Bình BA1125 chính là nút vận chỉnh âm thanh cực kỳ nhẹ, công nghệ digital xử lý tuyệt đỉnh, âm thoát ra mạnh và ổn định, lực bát với MID bát chuẩn, công suất mạnh xử lý tạp âm độ bền cao, dễ phối ghép. Với Amly này thì bạn có thể lắp đặt cho bộ dàn karaoke gia đình này, kinh doanh, lắp đặt cho quán bar, quán cà phê hay lắp đặt âm thanh ngoài trời, hội nghị. Và giá của chiếc Amly này tại VDA của chúng tôi có giá là bao nhiêu đây? Vâng thưa quý vị, chỉ 5.650.000 đồng cùng với gói quà tặng lên đến 2.200.000 đồng, bao gồm một dịch vụ căn chỉnh âm ly 300.000 đồng, dây AV xịn 300.000 đồng, dịch vụ căn chỉnh âm thanh 500.000 đồng và đặc biệt là micro Sennheiser E8325 S 1.100.000 đồng. Đừng quên like, subscribe kênh YouTube của VDA nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. VDA lắp dàn karaoke gia đình tiêu chuẩn như quán karaoke Sài Gòn. Ghé ngay hệ thống showroom VDA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1-207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2-105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3-178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4-320 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.